Đây là tập cuối cùng trong chương trình thực tế tâm linh mùa 15. Chương trình trong mùa này có tổng cộng 12 nhà tâm linh và ngoại cảm tham gia thử thách. Bọn họ nhận các loại nhiệm vụ thử thách năng lực khác nhau. Trong quá trình tham gia có người bị lọ ai, có người từ bỏ, có người chỉ làm màu giả vờ, còn có anh chàng dựa vào khoa học tâm linh, cũng có nhà tâm linh vượt ngoài tầm hiểu biết của bạn. Sau khi bọn họ trải qua 14 tập thi đấu và loại bỏ, cuối cùng chỉ còn lại 4 nhà tâm linh mạnh nhất, trong đó có Julia, người có được sức mạnh của nhiều linh hồn khác nhau, pháp sư tóc vàng hội trưởng hội nữ pháp sư, bà Katha vừa ấm áp vừa lương thiện, và chàng trai biết võ thuật Phương Đông Arseni. Trong 4 người bọn họ, sẽ có một người đoạt quán quân của mùa 15, mà bức ảnh của người này đang nằm trong phong thư màu trắng. Tại địa điểm trao giải, các nhà tâm linh từng người một nhanh chóng bước vào. Такого появления и такой бабы Кати не ожидал увидеть никто. Я считаю себя здесь и сейчас абсолютным победителем, независимо от первого или второго места. Следующий финалист Арсений Караджа появился не менее эффектно. Cách bà Katha bước vào khiến chúng tôi biết được rằng với vẻ ngoài nho nhã niềm nở, bà cũng có một tâm hồn mãnh liệt. Còn cách Arseni bước vào cũng vô cùng độc đáo. Anh khoác trên mình bộ vest nhào lộn bằng một tay, chứng minh với mọi người rằng anh thực sự có năng lực đấy. Sau khi hai nhà tâm linh ngồi vào vị trí, tiếp tục chào đón hai nhà tâm linh tiếp theo, Julia và Pháp Sư. Людей явно было рассчитано на то, чтобы запомниться. Так поклонники приветствовали свою любимицу, черную ведьму Татьяну Ларин. Julia mặc một bộ đồ màu tím, tạo hình chiếc bờm tuần lộc khiến cô trông vừa tinh nghịch vừa đáng yêu. Còn Pháp Sư cũng thay đổi phong cách hắc ám trước kia, cô mặc một chiếc váy màu trắng đoan trang nho nhã. Sau khi 4 nhà tâm linh đến, nhóm cổ vũ họ cũng xuất hiện. Để cổ vũ cho các nhà tâm linh, đến cổ vũ cho bà Katha là một bé gái. Cô bé tặng bà một bó hoa tươi, sau đó có thể hiện một chút tài nghệ của mình để cổ vũ bà. Người đến cổ vũ cho Arseni là một nhóm người cùng độ tuổi, bọn họ cho rằng Arseni có tiềm năng vô cùng lớn. Còn người đến tiếp sức cho Pháp Sư là thành viên hội Pháp Sư, bọn họ đặc biệt từ Petersburg đến, dùng phương thức đặc biệt của mình để cổ vũ Pháp Sư. Nhưng mọi người không ngờ rằng, bọn họ đến còn có mục đích khác, chính là làm phép với Julia. Bọn họ phun vào người Julia một loại nước, khuyên Julia bảo vệ cẩn thận bên ngoài mình. Nhưng Julia loại pháp thuật này không có tác dụng với cô. Cùng lúc đó, người hỗ trợ Julia cũng vội đến. Bọn họ là 4 nhà tâm kinh mạnh nhất trong mùa 14, trong đó có quán quân châu Á Marilyn. Họ tặng cho Julia một bó hoa hồng đen. Còn một bà lão khác, sau nhiều lần lục tìm trong túi mình, cuối cùng cũng tìm được món quà tặng cho Julia, một trái tim lấp lánh. Ngoài ra MC Dâu Rậm cũng đến, tặng cho Julia và Pháp Sư mỗi người một bó hoa, đồng thời anh còn mặc một bộ đồ kỵ sĩ không đầu. Dường như có ý tạ lỗi, bởi vì anh sợ fan của Julia không tha cho anh. Julia bật cười, yêu cầu tìm một bộ cùng kiểu với MC Dâu Rậm, cuối cùng tha thứ cho anh. Rất nhanh hoạt động cổ vũ kết thúc, tiếp theo bước vào phần trao giải đầy hồi hộp căng thẳng. MC đầu tiên tuyên bố nhà tâm linh giải tư, đó chính là Arseni, còn giải 3 thuộc về nhà tâm linh Katha. Bà Kaita nhận được giải đồng vô cùng vui vẻ, bởi vì bà cảm thấy có thể lọt vào top 4 đã mãn nguyện rồi. Chỉ còn lại giải nhất và giải nhì. Trong hai nhà tâm linh tìm ra người đoạt giải nhất là Julia hay là Pháp Sư đây? Vẫn là nên để MC công bố nào? Победителем юбилейной 15-й битвы экстрасенсов становится блондинка. Спасибо, Кэп, еще раз. Красивая блондинка. И ее имя... Джулия Ванг. Спасибо. Джулия, я вас поздравляю. Спасибо. Я, честно, не ожидал. Молодец. Вы победитель, молодец. Джулия. Молодец. Это сильная рука ваша. Благодарю всех тех, кто проголосовал за меня. Я очень вас люблю.
И хочу, чтобы вы верили в себя. Свет внутри вас. И вы сами способны изменить свою жизнь. Судьбы нет. Вы можете изменить все. Julia dựa vào ưu thế áp đảo vượt trội, giành được quán quân chương trình Tâm Linh Mùa. Bởi vì tỷ lệ phiếu bầu của cô là 78,5%, Pháp Sư xếp ở vị trí thứ hai với tỷ lệ bình chọn là 19,9%, còn bà Katha có tỷ lệ bình chọn là 1,12%, Arsenic có 0,5%, mặc dù cách biệt rất lớn. Nhưng mỗi một nhà tâm linh đều không nên để ý điều nhỏ nhặt này, bọn họ dựa vào năng lực của bản thân, dốc hết sức lực giúp đỡ người bị hại. Đây mới là ý nghĩa thật sự của chương trình Tâm Linh, bọn họ đều là quán quân trong lòng mọi người. Экстрасенсы не прощаются с вами. Смотрите в новом 2015 году новый сезон уникального проекта «Экстрасенсы ведут расследование. Битва сильнейших». Ну а сейчас... С Новым годом! Ура!